nhiều nhiều người bị thoát ra quá. Thấy thấy bên Anna rất là rõ, thấy bên chị Ly ok, thấy bên anh Sơn ok. Chị Hoa thì hình như không bị không ok. Mà thấy có rõ, thấy có rõ không vậy? Vậy chị thấy ao Nó hả? bị cà giật gì đó. Thử chị Mà nhìn hình như thì nãy giờ mọi người là nhìn vậy hình á. như ok nhưng mà âm thanh thì chưa ok. Hình ảnh thấy được nhưng mà âm thanh nghe không rõ. Bây giờ nói lại nghe. Ok. Ok. Mình qua Hà Lan được 14 năm. Giờ có hai đứa con trai ở Hà Lan. Sơn ở đâu vậy? Em ở Slovakia. Nghe hả? Không. Nghe Slovakia. Sao nghe giống Liên Xô quá ta? Liên Xô đó. Phải Cũng không? anh em của Liên Xô. Oh. Nó của tiệp khắc cũ, nó cắt làm đôi mà. Anh Sơn sống ở đó lâu chưa? 25 rồi. 20 năm rồi. Wow, vậy là chắc nói tiếng giống như một người địa phương rồi. Tạm 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 ổn. Mình nói người ta hiểu, người ta nói mình hiểu, tạm ổn. như các anh nói tiếng Anh ấy. Đó cũng tùy người theo anh. Có rất là nhiều anh chị em của em trong gia đình của em cũng qua bên Mỹ một lượt với em, nhưng mà bởi vì không không có điều kiện để đi học. Mấy anh chị đó không, em thì ngược lại em có điều kiện để em đi học thì em có thể nói được viết được, và những anh chị của em là nói được viết không được, nghĩa là nghe nói nghe người ta nói mình hiểu, mình trả lời cho người ta hiểu, người ta kêu mình viết viết không được. Nhưng mà làm gì làm đi nữa, mình sống ở xứ lạ quê người, miễn làm sao mà mình có thể giao tiếp được là ok rồi. Làm ăn là phải cần giao tiếp, mình nói chuyện được là ok, làm bất cứ việc gì cũng được hả? Tạm thời sử dụng chung một thứ ngôn ngữ đó là tiếng Việt nhé. Đúng đúng đúng. Chứ bây Không, giờ người nói tiếng Đức, người nói tiếng Séc, người tiếng Hà Lan rồi. người tiếng Mỹ rồi xong luôn á. Chơi gọi Việt Nam sở. Đúng rồi đúng rồi. Phải nói là một trong những cái đam mê của em đó anh Sơn, là sau khi mà biết tới cái mô hình kinh doanh này đó, cái đam mê thứ hai đó là quen biết được bạn bè tốt khắp nơi trên thế giới. Trong đó có như như là những quốc gia bên châu Âu, mình có ở đâu, có Bỉ ha, có Hà Lan nè, có Na Uy nè, có Đức nè, có Tiệp nè, những quốc gia đó bây giờ em có bạn trơn rồi. Bây giờ có anh Sơn nữa nè, bây giờ anh Sơn anh, quên quên Cộng hòa Séc quên nói nữa ha. Ở bên Mỹ thì em, ở Mỹ đó thì em quen có thể nói là hơn 30 tiểu bang rồi, đang định là phát triển đi hơn, đi xa hơn cái 30 tiểu bang đó, lên dùng Bắc Cực Alaska cũng quen được 5-6 người trên đó. Rất ngạc nhiên luôn nha, có thể mấy chị em không biết đó là ở trên Alaska đó, mình cái mình nghĩ là giống như ở Việt Nam mình gọi là vùng xa vùng sâu đó, ở trên đó một cái xứ lạnh mà nó có cái độc đáo, lạnh thì bà con không có làm gì, đi làm neo chơi vậy đó. Một người thợ Thế neo trên đó nha, một người thợ neo đó không biết làm, chỉ biết làm chân tay nước thôi, trung bình một tháng đó là làm được khoảng 4.000 cho đến 5.000 đô, cao dễ sợ. Em ngạc nhiên luôn, tại vì em tình cờ em làm quen với một người chị trên đó, em mới hỏi là chị ở đâu mà tại sao chị lên trên đó chị làm. Chị nói là chị ở bên Cali, nhưng mà cứ mỗi một năm chị lên trên đó chị làm 10 tháng là chị về. Ở bên Cali á, tiệm nail rất nhiều cạnh cạnh tranh, nữa, cạnh tranh rất là khốc liệt cho nên giá rất là thấp. Anh Sơn có tiệm nail đúng không? Nghe nghe chị phần nghe gì Ly nói là anh Sơn có tiệm nail, làm tay đó anh Sơn. Tiệm của anh á là bao nhiêu tiền?
làm tay á. Dạ, là một cái tay đó, một bộ tay 15 đồng, 20 đồng. Tính ra là giá cao đúng không? Tại bên đó là tính tính tiền euro. Không, euro. Dạ, giá giá cao đó. À, rồi làm chân. Làm chân thì cũng 27, 30 vậy hả? Tùy có khách họ mua cho thì cũng được. À. Ở bên này có nhiều chỗ đó anh. Làm chân chỉ có 18 đô la và làm tay nó chỉ có 88 đô la. Rất là thấp. 8 đô la. À. Mà anh nghĩ đi. Mình luôn luôn mình có cái suy nghĩ hả, tiền nào của nấy. Đúng không? Tiền nào của nấy. Nếu như anh làm một cái tay mà 8 đô la thì chắc chắn là anh đâu có coi như là bỏ tâm tư ra anh làm đâu. Chỉ có 8 đô la mà khi ăn chia với chủ mình đâu có nhiêu tiền đâu. Như hình như có hai người đang đi vệ sinh nhau rồi. Chắc có lẽ đang ăn cơm. À đây rồi. Ăn cơm xong rồi. À, đọc, đọc. Tại vì ở bên đó giờ này là 9 giờ. Ăn giờ là bữa tối rồi anh chị. À, mà nói gì bây giờ 9 giờ. Hơi trễ. À. Tại vì thằng nhỏ nó bệnh nó lo cho nó ăn nó uống xong giờ mình mới ăn đây. Thì để em chia sẻ sơ với anh Sơn về cái chính sách trả thưởng của công ty và một cái mình gọi là một cái mô hình để mình có thể sao chép một cái chiến lược mình có thể bắt chước mình làm theo anh Sơn ha. Và trong công việc này để cho anh Sơn có thể tìm hiểu thêm. Tại vì khi mà mình tìm thì mình mới hiểu và mình khi mà mình hiểu rồi đó, mình mới đưa ra những cái quyết định đúng đắn. Thì từ như là trước khi tất cả những cái buổi nói chuyện của em thì em đều khuyên mọi người giống nhau hết là đừng bao giờ chấp nhận cái gì em nói 100%, cũng đừng bao giờ từ chối nó 100%. Hãy dùng cái lý trí của mình mà nhận xét những cái gì mà em chia sẻ coi nó có giúp được anh cải thiện cuộc sống của mình hay không thôi. Và bây giờ mình bắt đầu là việc mình nói về cái chính sách trả thưởng của công ty anh ha. Thì cái sứ mệnh của công ty đó, công ty là một cái giống như là một cái đội ngũ làm những điều tốt đẹp trên cái thế giới này bằng cách ha là qua những cái cơ hội kinh doanh độc đáo và những dòng sản phẩm cải tiến và một cái văn hóa mà cái văn hóa này rất độc đáo bởi vì mấy anh chị em mình là làm việc với nhau một cái môi trường làm việc rất là vui vẻ. Giống như anh cũng thấy rồi đó, cái nhóm mình tuy không lớn nhưng mà nó cũng nho nhỏ, một cái như là một gia đình hạnh, mình gọi là một gia đình hạnh phúc đi ha. Mấy anh chị em làm việc với nhau rất là vui vẻ, hầu như là không ai cầu lợi gì cả, cứ mình có được cái gì đó thì mình cứ chia sẻ. Và cái tầm nhìn của công ty đó là công ty muốn mình là công ty trả tiền quay hồng cao nhất cho tất cả những nhà phân phối. Và công ty đã làm được cái việc này. Hiện tại bây giờ đó, có khoảng 60.000 công ty network ở ngoài kia. Thì chỉ có 12 công ty là đạt được doanh thu hơn 1 tỷ một năm. Và trong đó chỉ có 3 công ty là có niêm yết ở trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Thì công ty Winskin là một trong 3 công ty đó. Và cũng là một trong công ty trả tiền quay hồng cao nhất. Cao nhất cho tất cả những nhà phân phối. Thì bây giờ mình nói tới tiền từ đâu đến nè. Nó có 3 giai đoạn nha. 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là mình là một nhà phân phối. Thì bây giờ anh Sơn giới thiệu sản phẩm cho ai đó mua. Giống như chẳng ví dụ như bây giờ lấy ví dụ ha. Là xung quanh của anh Sơn là những người chẳng hạn như béo phì nha. Ok anh Sơn. Thì những người đó họ trải nghiệm những dòng sản phẩm của công ty. Thì họ mua bất cứ cái gì thì anh Sơn nhìn trên màn hình anh thấy cái 5% L1 không, là mình được 5% tiền hoa hồng của những người mình trực tiếp giới thiệu vào ha. Rồi cái giai đoạn thứ hai đó, xin lỗi, còn cái giai đoạn thứ nhất nữa em quên chia sẻ. Cái đầu tiên là 30% GOP đó, cái đó có nghĩa là mình có thể mua sỉ và mình bán lẻ nếu như mình muốn ha. Nếu như mình muốn thì bây giờ đó mình
sản phẩm của công ty, chẳng hạn như một cái bộ giảm cân, anh có thể mua nó với cái giá sỉ rồi anh bán lại cho cái khách hàng của anh là giá lẻ ở trong tiệm nail của anh chẳng hạn. Anh có thể làm được cái việc đó. Hoặc là anh giới thiệu cho người ta mua trực tiếp ở công ty ở dưới cái mã số của anh, và họ sẽ mua được với cái giá là cái giá sỉ, cũng giống như cái giá của anh mua, và anh được 5% tiền hoa hồng của người ta. À, anh Sơn kịp hai cái này rồi ha. Bây giờ cái giai đoạn thứ hai nè, để mình có tiền hoa hồng của tất cả mọi người trong cái nhóm của mình, lấy một cái ví dụ đơn giản, bây giờ anh Sơn làm chủ một cái tiệm nail, chị Ly sẽ làm công cho anh Sơn ha. Thì một cái tay chị Ly làm là 10 euro, thì cái tiệm của anh sẽ chia 64, chị Ly sẽ 60%, anh là 40%. Nhưng mà cái 10 euro đó nó là cái doanh thu của cái tiệm anh Sơn ha, đúng không anh Sơn? 10 đô la từ một cái tay đó là tiệm doanh thu của anh, và chị Ly sẽ lãnh được 4 euro ha. Rồi bây giờ chị Ly làm cho anh một thời gian, chị Ly mới nói là bây giờ em hiểu được cái cách thức vận động vận hành cái tiệm nail, cho nên em có thể tự mình mở một cái tiệm nail cho mình, mà em muốn anh Sơn hỗ trợ em mở cái tiệm nail đó. Khi mà em làm được rồi đó thì những cái doanh thu của em, anh được 5% trên tổng doanh thu của em, 5% nha. Ok, bây giờ lúc này là lúc á là chị Ly mướn Anna vào làm cho chị Ly, thì cũng giống như là lúc trước Anna làm thợ của chị Ly chứ không phải thợ của anh Sơn, cho nên cái doanh số của Anna chỉ thuộc về cái tiệm nail của chị Ly chứ không phải của anh Sơn, cho nên cái chính sách trả thưởng của công ty rất công bằng và bình đẳng, những ai làm việc sẽ có tiền, không làm việc sẽ không có tiền ha, chứ không phải là bây giờ em là ở trên chị Ly, rồi chị Ly đăng ký anh Sơn vào, rồi anh Sơn đăng ký Anna vào, rồi em không làm gì hết, em coi như ngồi không và có tiền hoa hồng. Nó không phải như vậy anh Sơn ha. Rồi bây giờ mình muốn trở thành một executive như vậy đó thì rất đơn giản. Tháng đầu tiên mình phải có 1.000 điểm, tháng thứ hai là mình phải có 1.500 điểm, và tháng thứ ba là mình phải có 2.000 điểm, thì tổng cộng là mình tích lũy là 4.500 điểm. Hoặc là trong vòng một tháng anh Sơn có thể làm được 4.500 điểm và mình có thể lên luôn ha. Với điều kiện đó nha, mình cần tối thiểu là 100 điểm năng động, cũng giống như là anh mở một cái tiệm nail và anh cần phải trả tiền mặt bằng, tiền điện, ga, nước rồi vân vân. Nhưng mà cái này là không phải là cái tiền hụi mà mình cứ đóng, phải tiền phí như vậy. Cái 100 này đó là 100 mình mua những dòng sản phẩm để mình sử dụng. Chẳng hạn như là kem đánh răng, dầu gội đầu, sữa rửa mặt gì đó vân vân. Hoặc là nếu anh nói là anh có thể bán những cái gì đó cho khách anh cũng được. Nhưng mà thực tế ra những dòng sản phẩm của công ty rất là tốt, cũng khuyên anh nên trải nghiệm những dòng sản phẩm này. Cái giai đoạn thứ ba là cái giai đoạn mà thật sự tiền nó từ đâu mà đến. Anh nhìn thấy cái 5% không? Cái 5% này nè là bao nhiêu cái tiệm nail mình đào tạo ra. Cái người mà làm ra tiền nhiều đó không phải là cái người chủ tiệm nail mà ngồi ở trong cái tiệm nail của mình mà dũa. Mình mở một cái tiệm nail mà mình ngồi trong tiệm nail mình dũa, giống như Anna, là thực tế ra là cái tiệm nail nó làm chủ Anna chứ không phải là Anna làm chủ cái tiệm nail của mình. Em phải có mặt ở tiệm nail đó. Một cái người có tư duy làm chủ là mình phải là cái người đi kinh doanh tiệm nail chứ không phải là mình là một cái người làm nail. Có sự khác biệt rất xa. Lấy ví dụ nè ha, chị em là người mở rất là nhiều cái chuỗi tiệm nail khác nhau khắp nơi trên châu Âu luôn, khắp nơi trên châu Âu. Mỗi một cái tiệm nail á thì em được 5% tiền hoa hồng của tất cả những tiệm nail đó, từng cái tiệm nail một. Chắc chắn là tiền em làm là nhiều hơn của một chủ tiệm nail ngồi ở tại tiệm mà dũa. Anh Sơn đồng ý? Chẳng hạn như cái chuỗi franchise nổi tiếng trên thế giới nè, McDonald's, Starbucks, KFC, cái người nào là cái người giàu, cái người mở ra cái McDonald's hay là cái người chủ cái hệ thống McDonald's? Rõ ràng là cái người làm chủ cái hệ thống McDonald's là cái người làm ra tiền nhiều nhất, đúng không anh Sơn? Cho nên
trong cái công việc này đó, mình phải có cái tư duy của những người đi xây dựng một cái hệ thống. Mình càng có nhiều executive thì cũng giống như mình có càng nhiều cái tiệm nail ở khắp nơi. Đặc biệt là New Skin có ở 53 quốc gia và anh có thể ha, phát triển ở 53 quốc gia này. Trong cái kinh doanh truyền thống của anh rất khó làm được cái việc đó. Vào New Skin này anh làm được. Thì để em đi vào chi tiết hơn cái phần đầu tiên nha. Bây giờ trong cái phần đầu tiên này đó, anh có thể bán sản phẩm cho khách hàng nếu anh muốn. Anh có thể mua rồi anh bán lại nếu anh muốn. Và anh có thể đi tìm những người làm giống như mình, là giống như anh đó. Và cái này là cái mình cần. Mình không cần thợ nail, mà mình cần cái người mình cần thợ nail và mình cần khách hàng ha. Nhưng mà mình cần những người có cái tư duy đi làm chủ, họ muốn mở một cái tiệm nail nhiều hơn. Tại vì đó, những người đó họ ra họ mở một cái tiệm nail riêng, rồi họ bắt đầu mướn những người thợ nail vào trong cái tiệm của họ. Từ như vậy mình mới có một cái nguồn lợi tức khác nữa, mà nó nhiều hơn. Từ cái tiệm đó mình hướng dẫn họ đi có một cái tư duy giống như mình như vậy. Cho nên á, cái giai đoạn đầu tiên thì em chỉ lặp lại thôi nha anh. Thứ nhất là mình có thể mua sỉ bán lẻ, cái lợi nhuận của mình là 30%. Cái thứ hai là mình được 5% của những người mình trực tiếp đăng ký vào. Và mình muốn có tiền hoa hồng đó là mình phải có 100 điểm năng động. 100 điểm năng động, cái điểm này là cái điểm ADR. Thì một cái buổi khác em sẽ giải thích cái ADR đó là cái gì ha. Bây giờ tới cái giai đoạn giữa này, giai đoạn ở phía giữa nè. Cái này rất quan trọng nha. Có thể nói là cái này là cái công thức thành công trong cái ngành này, cái ngành mình làm đó. Bất cứ ngành nghề cũng vậy, nó có những cái kiến thức căn bản và những việc mà mình cần phải làm. Trong cái ngành mình cũng tương tự như vậy. Cái ngành mình là nó thành công nó đến từ cái sự sao chép, nó đến từ nhiều người và có thể làm cùng những cái việc mình làm. À, cho nên luôn luôn mình phải có cái tư duy á là cái việc mình làm người khác phải làm được. Và cái người khác làm cái việc gì đó và mình cũng phải làm được thì cái đó nó mới là thành công. Chứ bây giờ nếu như cái việc của anh Sơn làm, chẳng hạn như là anh Sơn đăng quảng cáo, anh rải truyền đơn, anh làm đủ thứ hết những cái chiến lược gì đó vân vân, anh có thể làm được cái việc đó, nó sẽ có kết quả luôn, anh có thể bán được sản phẩm, anh có thể đăng ký được người vào luôn vân vân. Cái vấn đề nằm ở chỗ đó là liệu cái người giống như chị Ly, giống như em, giống như Anna đăng ký vào trong cái hệ thống của anh mà có tài chính để làm cái việc của anh làm hay không. Nếu như câu trả lời là không thì đừng làm. À, tại vì cái này nó cái thành công trong cái công việc này á, nó nằm ở cái chỗ đơn giản là mọi người đều phải làm được cái việc mình làm. Thì cái hệ thống anh nó mới sao chép được, cái hệ thống anh nó vận chuyển được, đúng không? Cho nên á, cái giai đoạn đầu tiên ha, à, là rất đơn giản, mình bắt đầu với cái gói khởi động nhanh, cái gói mà nó gọi là business builder package, mà cái gói doanh nhân nó là 1.000 điểm. Rồi em sẽ giúp anh chia sẻ cơ hội này cho bốn người hoặc 5 người, những người mà anh quen biết đó. Rồi 4 người này cũng bắt đầu giống như anh, để nằm cái yếu tố thành công mà nằm trong cái việc đơn giản ha. 4 người này cũng giống như anh thì mỗi người cũng 1.000 điểm như anh, thì nó là bao nhiêu? 5.000 điểm rồi, đúng không? 5.000 điểm. Và anh nhìn qua cái cột bên trái đó, bên trái hết đó, là muốn trở thành một executive đó là mình cần tích lũy 4.500 điểm, tích lũy 4.500 điểm để mình đạt được cái đó. Và trong cái tháng đầu tiên mình đã có 4 người, mỗi một người 1.000 điểm, bản thân mình 1.000 điểm nữa, nó là 5.000 điểm, nghĩa là mình đã có dư. Nhưng mà bởi vì mình chỉ có, nếu mà anh nhìn lại ha, 4.000, mình có 4 người, mỗi người 1.000 là mình có tổng cộng 4.000, đúng không? Mình được 5%, tại tháng đầu tiên mình chỉ có 5% thôi, tại vì mình chưa phải là executive. Mình được 5% của 4.000
nó là 200 đô la. Tại công ty New Skin là xuất phát từ Mỹ ha, nó xuất phát từ Mỹ, cho nên đó là tất cả những tiền hoa hồng là nó quy ra tiền đô và nó trả ra cho nhà nhà phân phối khắp nơi trên thế giới. Và cái này nè, em rất thích cái câu này của ông John Paul Getty, là cái nhà tỷ phú đầu tiên đó. Ông mới nói cái câu nè: tôi thà có 1% công sức của 100 người hơn là 100% công sức của tôi. Và đây là cái sự khác biệt. Bởi vì đó anh Sơn, bây giờ mỗi một con người của mình á, ai cũng có 24 giờ một ngày để sử dụng nó, không hơn không kém. Anh cũng vậy, chị Ly cũng vậy, Anna cũng vậy, em cũng vậy. Cái sự khác biệt của một người thành công đó là họ biết tích lũy thời gian, nén thời gian của nhiều người lại. 1% công sức của 100 người chắc chắn là hơn công sức của 100% của mình rồi. Hãy tưởng tượng này, nếu như anh có 1% công sức của 1.000 người thì như thế nào, 2.000 người thì như thế nào, 10.000 người thì như thế nào, 100.000 người thì như thế nào. Và đây nó là cái tinh túy của cái ngành mình làm, đó là cái sự khác biệt giữa cái ngành mình làm và trong công việc truyền thống. Ở trong công việc truyền thống là cái gì của mình ở trong, tất cả gì của mình nó 100% là mình hết, nhưng mà trong công việc này mình cộng tác với nhiều người và mỗi người làm một chút. Chẳng hạn như cái khâu này là em làm, nếu mà nói về sản phẩm hỏi chị Ly, em không biết nhá. À, về làm đẹp này nọ là em không biết, hỏi hỏi chị Ly. Cho nên mỗi người đóng góp một chút xíu. nhưng mà làm đẹp không biết thế làm xấu có biết nào không? À, cái đó thì biết. Ok nè, đây là cái giai đoạn thứ hai nè, bắt đầu một cái coi như là một cái cuộc phiêu lưu mình bắt đầu nè. Giai đoạn thứ hai ha, là cái giai đoạn mình bắt đầu mình hỗ trợ những người mà mình đăng ký vào trong tháng đầu tiên đó. Anh, cái tháng đầu tiên anh cộng tác với 4 người đúng không? Sau đó mình hỗ, tại vì mỗi một người đều có gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và những người quen biết ở xã ở cộng đồng chẳng hạn, thì mỗi một người tối thiểu cũng phải có 4 người ha. Thì mình giúp họ để họ cộng tác với 4 người của họ, mỗi một người 4 người là đều giống như mình hết, đều bắt đầu bằng cái gói khởi động nhanh là 1.000 điểm, mình gọi là gói doanh nhân đó ha. Thì nếu mà anh nhìn theo cái phía bên phải, nếu cái doanh số của những người này đó ha là bao nhiêu, mình có 4 người đúng không, 4 người cũ của mình đó, mỗi một người có 4 người của họ nữa, là 4 x 4 là 16 ha. Đây là cái tinh túy đó, 4 x 4 là 16, và 16 này mỗi một người 1.000 điểm, đó là 16.000 điểm. Cộng thêm bản thân anh có một người mới, như là trong cái tháng thứ hai là mình có thêm một người mới và mình giúp 4 người cũ của mình, để mỗi một người có 4 người của họ, và do đó mình có cái doanh số là 17.500 điểm. Nếu anh nhìn vào trong cái cột mà executive bonus á, 17.500 điểm là nó nằm ở cái cột là 13%, đúng không? 13%, nó nằm ở giữa là 17 15.000 cho tới 24.999. 17.500 điểm nó là 13%, và cái 13% này đó, công ty nó có một cái chương trình khác nữa, để cái chương trình này nó gọi là Wealth Maximizer. Thì nói nôm na rất một cách rất đơn giản, nếu như mình có hơn 3.000 điểm doanh số ha, thì mình sẽ được thưởng thêm 5% nữa. Đó là lý do tại sao là anh thấy cái 17.500 nhân cho 18% ha, và tiền hoa hồng của anh tổng cộng là 3.220 đô la nha. Này là đô la, 3.220 đô la. Đó là trong cái tháng thứ hai. Cho nên đó, cái này mới nói là cái ông Robert Kiyosaki mới nói đó, người giàu nhất trên thế giới này là những người đi xây dựng cái hệ thống, trong khi đó tất cả những người khác đi tìm việc làm. Thành công là nhiều người và mỗi người làm một ít.
chứ không phải là mình làm hết tất cả nè. Bây giờ giai đoạn thứ ba nè, bắt đầu tiền càng ngày nó càng nhiều nha. Tới chỗ này anh nếu anh bị rối chỗ này anh cứ cứ ngưng em nha. Ok, bây giờ mình đã có bốn người của mình ha, và mình giúp bốn người của mình, mỗi một người có bốn người của họ là 16 người ở dưới. Xong rồi sau đó mình giúp 16 người đó, mỗi một người có bốn người của họ nữa, cứ mỗi người bốn người thôi, đơn giản như vậy đi đó. Và 16 nhân cho 4 nó là 64, và 64 người này cũng tương tự giống như mình nha, cũng giống như mình đó. Đây là cái lúc mình bắt đầu nhận tiền nhiều nè. Cái bonus pool đó, khi những nhà executive nào mà có 3.000 điểm hoặc hơn, 3.000 điểm hoặc hơn thì mình sẽ được thưởng hai cổ phần. À, cái hai cổ phần này đó, một cổ phần thì nó tính trung bình đó là từ 300 cho tới 800 đô la một cái cổ phần, tùy theo cái lợi nhuận của công ty trong cái tháng đó. Về công ty New Skin đó là tháng nào tính theo tháng đó ha. Cho nên á, một cái cổ phần này coi như mình tính trung bình á là 400 đô la một cái cổ phần. Và anh bốn người cũ của anh đó, bốn người của anh mà trong tháng đầu tiên đó anh đã thành công giúp đỡ họ có được trở thành executive. Lúc đó anh trở thành một cái vai trò gọi là lãnh đạo, và những người này bắt đầu là trở thành những người quản trị viên. Thì ở dưới họ có những executive, và những executive này bắt đầu có những người thành viên mới. Thì mỗi một người có bốn người, và như vậy là mình có 16, và 16 người có mỗi người có bốn người nữa là 64 người. Và 64 người này tổng cộng lại á, nó là 70.000 điểm doanh số. Và anh được 10% của 70.000 điểm đó, nó là 7.000 đô. Cho nên anh tính lại hết luôn á, là 75 đô nè, cộng 832, cộng 7.000, cộng 3.200, nó là 11.107 đồng. Em biết lần đầu tiên nhìn vào cái màn hình này nó sẽ rối. Cho nên á, bây giờ anh không hiểu cái phần nào thì anh hỏi em giải thích từng từng tầng một. Có khả năng phải trở lại từ đầu ấy, cứ làm nó từ từ này. Ok. Hay là chưa hiểu được mô tê đang hứa cái gì cả. Dạ. Thì cái bài này là em cũng có thâu lại, thì anh có thể xem lại ha. Dạ, Nói chung anh có là thể xem lại để anh hiểu thêm. đi từ từ thì hay hơn. Dạ Từ dạ. từ. Ok. Và bây giờ mình nói một cách đơn giản như vậy ha. Đây là cái lý do, như là cái những cái hồi nãy giờ anh thấy á, nó là ở trên bề mặt thôi, nó còn cái bề sâu phía dưới nữa. Cũng giống như cái tảng đá, tảng tảng băng á, à, cái mà anh thấy đó chỉ cho lên trên phía trên thôi, nhưng mà ở dưới nó còn cái tảng băng rất là lớn dưới. Cái tiềm năng ở dưới rất là lớn. Và đây là cái tiềm năng nè. Mình làm tiền rất là nhiều, nó đến từ cái phần mà anh thấy con số 12 đó, cái vị trí Blue Diamond đó. Đây là cái mà mọi người đang tham gia và nhắm tới, bởi vì trên thực tế mình có thể làm 10.000 đô la một tháng, hoặc có người làm hơn. À, thì cái Blue Diamond này từ đâu ra nè? Khi mà mình có 12 executive trực tiếp ở dưới mình, thì nói nôm na cũng giống như là anh Sơn đi đi thành lập ra một cái tập đoàn đa quốc gia. Mà cái tập đoàn của anh Sơn á là anh cần 12 hội đồng cố vấn, và ngồi trên cái bàn tròn đó anh và làm việc cộng tác với anh. Khi mà anh có 12 người đó ha, thì cái 12 người này họ có thể không năng nổ như anh. Mỗi một người chỉ hỗ trợ và đào tạo ra hai executive thôi. Hai executive. Và 75% cũng sẽ bỏ cuộc. Mình tính cái mức độ thảm như vậy đó nha, 75% sẽ bỏ cuộc ha. Thì 12 nhân cho 2 nhân cho 75% là mình còn lại 18 người. Anh kịp phần này ha. 12 nhân 2 là 24, 75% bỏ cuộc thì mình còn lại 18. Ok. Rồi 18 người này cũng tương tự như vậy, mỗi một người đào tạo ra hai executive nữa, và cũng sẽ tương tự như vậy, 75% sẽ bỏ cuộc, là mình còn lại là 28 người. Và mình cứ đi tiếp tục như vậy tầng thứ 5 và tầng thứ 6. Bởi vì công ty New Skin đó chỉ trả ra là 6 tầng, tối đa là 6 tầng, mỗi một tầng là 5%. Và đây là cái lý do tại sao công ty New Skin dám hô hào là
công ty duy nhất trả tiền hoa hồng cao nhất và cũng đã tạo ra rất là nhiều triệu phú, là bởi vì cái lý do 5% ở cái tầng thứ 5 và cái tầng thứ 6. Tại anh, nếu mà anh thấy đó, cái tầng thứ 5 và cái tầng thứ 6 nó là 80% cái tiền hoa hồng của mình. Tiền nó nằm ở dưới đó, tiềm năng nằm ở bút dưới đó. Cho nên mình phải có cái tư duy của những người đi xây dựng mạng lưới, mình phải liên tục đào tạo ra access cái tiền. Không nhất thiết phải từ mình nha. Giống như bây giờ chị Ly có anh Sơn, thì giúp anh Sơn có đăng ký một người bạn của anh Sơn vào, xong rồi giúp người bạn của anh Sơn có một người ở dưới nữa, giúp cái bạn người bạn đó có một người ở dưới nữa. Mình đâu phải là mình đi kiếm nhiều người đâu, mà mình giúp một người, tại ở phía sau một người có vài trăm người ở phía sau người đó, rồi phía sau người đó nữa có vài trăm người nữa, cho nên từ một người nó có thể ra cả ngàn người. Đó. Thì bây giờ mình biết nè, mỗi một executive đó thì tiền hoa hồng trung bình từ một executive đó là $200. $200 thôi, không có nhiều. Nhưng mà mình nhiều executive thì nó mới là nhiều tiền. Cho nên 12 ở tầng trực tiếp của mình, tầng thứ nhất đó, thế hệ thứ nhất, 12 nhân cho 200 nó là 2.400. À, 18 nhân cho 200 là 3.600, rồi 28 nhân cho 200 là 5.600. 41 nhân 200 là 8.200. Bây giờ em trả lời ngược một cái nha. Trả lời ngược một cái. Cái quá trình mà anh đi xây dựng một cái mạng lưới của anh, cái quá trình mà anh đi xây dựng cái công ty của anh á, nó có thể là 5 năm, nó có thể là 10 năm. Một Blue Diamond của New Skin á, trung bình mất 4 năm để đạt được nó, mất 4 năm. Thì trong cái quá trình 4 năm của anh để anh đi tìm 12 người hội đồng cố vấn để cộng tác và làm việc với anh đó, trong cái quá trình anh đi xây dựng đó đó, anh có thể anh hỗ trợ và đào tạo họ. Tại vì bây giờ thì nó dễ dàng hơn là mình có hệ thống huấn luyện và hệ thống đào tạo, và mình có thể liên tục mình đào tạo ra executive liên tục. À, và mình có thể có cái thế hệ thứ hai và thế hệ thứ ba. Bất cứ việc gì anh Sơn ha, càng có giá trị thì nó càng cần có thời gian để mà tăng trưởng, nó không phải một ngày một bữa mà có được. Cho nên mình có cái quá trình mà anh đi 4 năm trời của anh á, để anh có đạt được cái danh hiệu Blue Diamond của anh, nó có thể là anh chỉ có thế hệ thứ 3 hoặc là thế hệ thứ 4. Có nghĩa là anh có thể làm khoảng là 15 cho tới 20 ngàn đô một tháng, chứ không phải là 50 ngàn đô đều đặn mỗi tháng, hoặc là nửa triệu đô là một năm. Nhưng mà sau khi mà anh bắt đầu có một cái nền tảng vững chắc rồi đó, lúc này mới lúc là anh đào sâu vào xuống những cái thế hệ thứ dưới của anh nữa, và anh bắt đầu có thế hệ thứ 5, thế hệ thứ 6 ở dưới. Nếu anh cộng lại hết tất cả này á, nó là 50.000 đô la. Trung bình thì mất 4 năm để đạt được cái vị trí này, và cộng thêm 3 năm nữa là để có xuống cái chiều sâu như vậy. Nếu anh cam kết anh làm cái này với em là 4 năm anh sẽ đạt được cái vị trí Blue Diamond, và sau đó anh tự mình biết cách làm như thế nào để mà đào tạo ra những cái thế hệ phía dưới nữa. Cho nên lúc này là lúc mình bắt đầu có cái sự tự do. Sự tự do mình bắt đầu, anh không, cuộc sống anh như thế nào em không biết ha, nhưng mà cuộc sống của em á là 50.000 đô la là dư sống cho em rồi. Em có sự tự do bắt đầu từ 50.000 rồi. như là cái sự tự do nó bắt đầu từ đây ha. Và cái công thức thành công nha, giống như em chia sẻ với anh nãy đó, là cái việc mình làm cái người khác phải làm được nó mới sao chép được. Anh mỗi lần mà anh kêu anh nói cái nhóm anh làm bất cứ việc gì đó, anh cứ nghĩ rằng ha, cái việc này chỉ cần trình độ khoảng lớp 6 là làm được, trình độ khoảng lớp 6 là làm được thì nó mới sao chép được. Nếu như cái việc mà anh làm đó mà nó phải cần cái kiến thức và kỹ năng của một người bác sĩ hay dược sĩ hay nha sĩ gì đó, anh không bao giờ làm được. Tại vì á, chỉ có mình anh làm được, người khác là không được. Anh đồng ý? Cho nên á, công thức thành công nha, công thức thành công á là khả năng cổ động nhiều người làm những việc đơn giản trong một thời gian dài. Khả năng cổ động nhiều người làm những việc đơn giản trong một thời gian dài. Chẳng hạn như em nói Anna, cái việc của em chỉ cần làm á là làm quen với bạn mới và em mời họ vào webinar nghe anh nói. Việc đơn giản, mà cứ làm điều đặn như vậy trong một thời gian dài là sẽ thành công.
Đây là cái lợi tức bình quân của năm 2013. Một Blue Diamond đó là lợi tức bình quân là 639.000 đô la. 639.000 đô la một năm. Nói bình quân đây có nghĩa là có nhiều người làm cao hơn và nhiều người làm thấp hơn. Tùy theo cái sự năng nổ và cái sự khao khát của từng cá nhân. Để em kể anh câu chuyện này. Có một cái ông này, ông là ông bán nhà rất giỏi, một năm ông có thể bán 400 căn nhà. 400 căn nhà là làm tiền rất là nhiều. Ông nói là có năm trung bình ông làm một năm của ông là nửa triệu đô. Thì ông tham gia vào trong cái công việc này, ông thì cái người tuyến trên mới hỏi cái người mà giới thiệu cơ hội này với ông đó, cái người này mới hỏi ông: "Bây giờ anh muốn làm bao nhiêu tiền từ công việc này?" Rồi cái anh này mới nói là: "Dĩ nhiên tôi muốn làm nhiều hơn con số tiền tôi đã làm được. Chứ nếu mà tôi làm ít hơn thì đâu có lý nào tôi bỏ thời gian ra đầu tư vào công việc này." Đó. Và cái người này mới nói là: "Nếu như vậy đó thì trong vòng 48 tiếng đồng hồ anh phải cho tôi gặp 10 người bạn của anh, mà những người gọi là nhạy bén nhất, mà những người mà luôn luôn nghĩ tới kiếm tiền. Thì trong trong vòng 48 tiếng thì đã hẹn được 10 người. Trong cái 10 người đó ha, đúng 3 ngày sau từ 10 người thành 60 người. Đúng một tuần lễ từ 60 thành 400. Đúng một tháng thành 1.600 người." Thì dĩ nhiên câu chuyện này là mình thuộc dạng ngoại hạng này, không phải là ai cũng làm được như vậy. Nhưng mà tối thiểu nếu như mình cố gắng, mình cố gắng mình có 10 người thì tệ gì trong một tháng mình cũng sẽ có được khoảng 30-40 người. Cái hệ thống mình nó sẽ tăng trưởng. Tùy tùy theo cái sự năng nổ và cam kết của từng cá nhân thôi, cái này mình không thể nào nói được. Tại vì em không thể nào ép anh Sơn làm cái việc anh Sơn không muốn làm. Em cũng không thể nào em ép Anna làm những việc Anna không muốn làm. Nó phải xuất phát từ từ cá nhân, từ cái khao khát mình muốn thành công, từ cái khao khát mình muốn kiếm tiền bao nhiêu thôi. Ha. Và làm bất cái gì cũng vậy anh Sơn ha. Khi mà mình mới vào ở trong công việc mới thì mình phải là một người học trò mà phải học cho thật là giỏi. Và trong cái công việc của mình á, mình có một cái hệ thống và mình có quy trình làm việc đàng hoàng. Cho nên cái anh Sơn cần học đó là anh cần học cái cách mà làm sao mình vận hành cái hệ thống, để cái hệ thống này nó quản lý cái kinh doanh của mình, để nó liên tục đào tạo và đào tạo executive, là những người quản trị viên cho mình. À, và nên nhớ đó, em biết anh Sơn rất thành công và anh, nhưng mà anh thành công ở trong cái lĩnh vực kinh doanh truyền thống của anh, nhưng mà trong cái lĩnh vực này nó có thể là rất là mới đối với anh. Cho nên đó là mình được trả tiền để sao chép chứ không phải làm cái điều gì đó theo ý của mình. Nếu như cái hệ thống nó không có hư thì không cần chỉnh sửa. Tại vì nó đã chứng minh cái hệ thống này là nó có kết quả. Từ cái hệ thống này nó đã tạo ra 1.048 nhà triệu phú rồi. Cho nên tự nó cũng là một cái lời chứng, một cái bằng chứng hay nhất rồi. Mình chỉ làm theo cái hệ thống thôi và mình phải hiểu cái hệ thống nó, cái tâm lý ở phía sau từng cái bước một ha. Và cái việc của mình đó là mình phải tạo ra nhiều nhà phân phối, thì bởi vì đó những cái nhà phân phối này sẽ phân phối sản phẩm đưa đến tay những người tiêu dùng. Thì như vậy thì mình mới có một cái số tiền quay hồng thụ động ha. Và mình phải có cái tư duy này nha. Khi mà anh Sơn bắt tay vào trong công việc này đó, thứ nhất, New Skin là một tập đoàn đa quốc gia. Khi mà anh có một cái mã số rồi là anh có một cái kinh doanh đa quốc gia, nó không có lệ thuộc vào địa lý, anh không nhất thiết là phải giới thiệu cho những ai đó ở trong cái thành phố của anh. Dĩ nhiên mình nên bắt đầu với những người mình quen biết trước, nhưng mà sau đó mình cũng phải nghĩ làm sao mình đi ra ngoài. Tại vì công ty New Skin là một tập đoàn đa quốc gia, do đó mình phải có cái tư duy là mình phải xây dựng một mạng lưới gồm hàng trăm nghìn nhà phân phối khắp nơi trên thế giới. Thay vì anh mở tiệm nail khắp nơi ở chỗ anh ở hay là ở châu Âu, tại sao nó lại không cả thế giới này?
Và cái thứ hai là mình phải liên tục xây dựng một cái mạng lưới khách hàng trung thành sử dụng những dòng sản phẩm mình mỗi ngày, mỗi tuần và mỗi tháng. Cho nên anh phải tập trung ha, phải liên tục xây dựng cho mình một cái mạng lưới gồm hàng trăm nghìn nhà phân phối khắp nơi trên thế giới. Em chỉ lặp lại thôi. Tại cái gì mình tập trung thì nó mới tăng trưởng được, mình không tập trung thì nó không tăng trưởng. Và công việc này anh Sơn ha, đây là bốn bước mình làm việc. Bước nó là cái chu kỳ kinh doanh, mình không có cái số 1 thì không có cái số 2, không có cái 2 không có sẽ không có cái 3, không có cái 3 sẽ không có cái 4. Cái đầu tiên là làm quen và mời bạn bè của mình vào webinar. Cái đầu tiên. Cái thứ hai là chia sẻ hoặc là thuyết trình. Thì cái giai đoạn đầu tiên là anh Sơn có nên để em chia sẻ, tại vì em là có kinh nghiệm trong cái lĩnh vực này, em đi em là có trước anh, cho nên cứ mời vào webinar để em chia sẻ, rồi anh sẽ thực tập cách chia sẻ, anh sẽ tập với nhóm là chia sẻ, rồi mọi người hỗ trợ anh, chẳng hạn như không biết là hôm nay anh chia sẻ như vậy có hay hay không, có thêm bớt gì hay không chẳng hạn, để mình hoàn thiện hơn. Thì cái này nó cần thời gian để mình thời gian chứ không phải một ngày một bữa mình có thể nói được anh Sơn ha. Và cái bước thứ ba thì khi mà tất cả những người mới đều có những cái thắc mắc cần được giải tỏa, tất cả ai cũng vậy hết đó, anh Sơn cũng không ngoại lệ, anh cũng có những cái thắc mắc của anh và anh cần được giải tỏa. Khi mà mình giải tỏa được những cái thắc mắc này, nó mới giúp anh Sơn củng cố quyết định của mình và tin tưởng vào cái cơ hội này chẳng hạn. Chứ bây giờ mình rất là mơ hồ chẳng hạn, nghe cho nói nhiều quá mà không không hiểu gì cả chẳng hạn, rồi làm sao mà mình có đủ cái tự tin mà mình tiến tới, đúng không? Một khi mà mình làm được một, làm hai, làm ba thì lúc đó họ họ cái người mới mình mới bắt đầu quyết định và họ bắt đầu tham gia với mình, thì mình giúp họ khởi nghiệp. Khởi nghiệp là gì? Làm lại cái gì em nói, em đã chia sẻ với anh Sơn nãy giờ. Công việc mình đơn giản như vậy thôi à. Và mình đây là cái hệ thống số 7. Hệ thống số 7 này rất tinh túy vô cùng. Nó không đơn giản như cái mình thấy đâu. Cũng giống như luôn luôn mà em tới cái trang này là em lấy cái ví dụ có phim Tiếu Ngạo Giang Hồ, không biết anh có xem không? Tiếu Ngạo Giang Hồ, cái lệnh Hồ Sung đó, đã học được độc cô cổ kiếm, chỉ có chín chín chiêu kiếm mà đi ra mà coi như là bá chủ thiên hạ. Không ai đánh lại. Tại chín chiêu kiếm này nó rất rất tuyệt chiêu, từ một nghĩa là mình chiêu thức như là một chiêu nhưng mà nó có nhiều thức, chẳng hạn như lập mục tiêu thì nó có nhiều nhiều phần trong cái lập mục tiêu đó, và cái lý do ở phía sau lập mục tiêu, cái tâm lý ở phía sau lập cái mục tiêu, tại sao phải lập mục tiêu, tại sao phải có danh sách, tại sao phải mời ha. Bây giờ mình nói trên bề mặt trước, đơn giản nhất là anh Sơn leo lên chiếc xe anh Sơn lái thì anh phải biết mình lái đi đâu, chứ anh không thể nào anh lái hoài anh không biết mình đi đâu. Đó là cái bước đơn giản nhất trong cái việc lập mục tiêu, chẳng hạn như nó là anh muốn làm 10.000 đô một tháng với công ty New Skin, anh muốn làm 50.000 đô một tháng với công ty New Skin, thì tối thiểu anh phải có con số chính xác, mình mới có một cái kế hoạch cụ thể để mà sao mình đạt được nó. Chứ bây giờ mình không biết mình muốn cái gì, anh không thể nào nói là ồ tôi muốn kiếm thêm tiền, thêm nghĩa là bao nhiêu, 50 cũng là thêm, 1 euro cũng là thêm, nó phải chính xác và cụ thể, rõ ràng và cụ thể. Từ đó mình mới có một cái danh sách, anh viết ra cái danh sách của những người anh quen biết. Cứ hãy xem giống như là mình đang thành lập ra một công ty và anh đã đầu tư vào công ty đó ít nhất là 1 triệu đô la, và anh chỉ có quyền chọn lựa là 10 người, những người mà xuất sắc, những người anh quen biết và giỏi, thật là giỏi để cộng tác và làm việc với anh, thì 10 người đó sẽ là 10 người nào. Đó là cái điểm khởi đầu của anh. Xong bắt đầu mấy anh chị em sẽ giúp anh hướng dẫn, giúp anh làm sao để có thể mời cái 10 người đó để nghe mấy anh em mình chia sẻ, là cũng thuyết trình rồi theo sát rồi khởi nghiệp à. Và cái này đó có thể nói là mình muốn có một cái đời sống sung túc, mà giống như mình xây căn nhà của mình vậy đó anh Sơn. Trong cái căn nhà này, trước tiên mình xây nhà là mình phải xây cái nền móng trước, đúng không anh Sơn? Đúng không? Đó, và cái nền móng đó đó nó là làm việc với đội nhóm.
nhân bản, đội làm việc với đội nhóm. Anh ví dụ như anh có một người bạn ở bên Hàn Quốc, mình cũng nên có bạn bên Hàn Quốc để cộng tác và làm việc với nhau. Bây giờ em có Anna ở Đức, nếu em không có cộng tác với chị Ly thì chắc chắn Anna không có sự hỗ trợ của chị Ly. Ha. Mình là một đội nhóm, mình làm việc nên có tinh thần đội nhóm, bất cứ cái gì mình làm nó cũng phải có tinh thần đội nhóm để mà mọi người hỗ trợ với nhau. Một người có thể đi rất nhanh, anh làm một mình anh thầm anh giống như em nè, nếu em làm một mình em có thể làm được rất nhiều việc, làm rất nhanh. Nhưng mà em muốn là em phải đi rất là xa chứ không muốn đi rất là nhanh. Phải đi nhanh tới một thời điểm nào đó không đi được nữa. Nhưng mà muốn đi xa là phải đi với nhiều người. Bởi vì thành công trong công việc này á, là nhiều người và mỗi người làm một ít. À, còn cái phần kế tiếp là cái chữ edification là đề cao. Đề cao thật sự rất đơn giản. Chẳng hạn như bây giờ đó, chị Ly muốn anh Sơn ngồi nghe em nói chuyện, thì chị Ly phải giới thiệu anh Sơn em là người như thế nào, là ai, để anh Sơn mới ngồi xuống mà nghe em nói chuyện chứ. Chứ một người xa lạ sáng sát ngồi xuống nói chuyện với anh Sơn chứ chắc anh Sơn cho thời gian là 15 phút nữa, không chỉ 1 tiếng đồng hồ để ngồi nghe nói chuyện ha. Là mình phải giới thiệu cái người mà nói chuyện, cái chương trình webinar này nó như thế nào, để cho cái người bạn của mình họ họ mới vào, họ ngồi nghe. Và cái phần thứ ba đó là không nói xấu người khác. Mình làm việc với tinh thần đội nhóm, ai cũng có cái thế mạnh của mọi người hết. Nếu như bây giờ anh Sơn đi tìm cái xấu trong của em, anh cũng sẽ tìm thấy. Và anh muốn đi tìm cái tốt của em, anh cũng sẽ tìm thấy. Ai cũng có xấu và tốt. Có ở trên sẽ có ở dưới. Có âm sẽ có dương. Là con người thì luôn luôn có tốt và xấu. Cho nên mình nên tập cái thói quen là mình đi nhìn cái tốt của người khác. Và đừng nói xấu người khác. Làm việc đội nhóm, tinh thần đội nhóm. Chỉ có vậy mình phải mới đi được rất là xa. Và thành công mới có mới, những cái thành công vĩ đại trên cái thế giới này là nhiều người và mỗi người một ít. À. Hạn chế yếu tố dân chủ đó hả? Dạ. Và cái cuối cùng mỗi một người mình ai cũng có những cái sáng kiến rất là hay. Rất là mình có những cái sáng kiến làm việc rất là hay. Nhưng mà một cái đầu thì không không cách gì bằng 2 cái đầu hoặc là 3 cái đầu cộng lại. Thì cái sáng kiến của anh muốn làm cái việc gì đó, anh chia sẻ với em, chia sẻ với đội nhóm, thì cái sáng kiến đó nó sẽ giống giống như là cái hạt giống mà mình được tưới nước vào, thì cái sáng kiến đó nó sẽ lớn mạnh lên, và chắc chắn nếu mà mình làm cái việc đó thì mình sẽ thành công cao hơn là một mình làm. Ha. Một khi mình xây dựng cho mình cái nền tảng rồi đó, mình bắt đầu xây dựng từ cái cột trụ trong căn nhà của mình. Mình lập mục tiêu, mình viết ra danh sách, rồi mình mời, mình thuyết trình, rồi mình theo sát, rồi mình khởi động nhanh, rồi mình làm việc nhóm trở lại. Và khi mình xây dựng được 7 cột trụ này rồi, mình sẽ có được một cái đời sống sung túc. À. Và như tất cả mọi cuộc hành trình, làm gì làm đi nữa, nó phải có bước chân đầu tiên. Là cái lời của ông Khổng Tử ông nói, một cuộc hành trình vạn dặm khởi đầu từ bước chân đầu tiên. Giống như anh Sơn khi mà đi qua anh là anh đang ở Cộng hòa Séc đúng không? À, Slovakia. Slovakia. À, khi mà anh qua bên đó thì nó rất là khó khăn chứ nó không phải dễ, nhưng mà làm gì làm anh cũng phải có bước chân đầu tiên đúng không? Từng bước một nó mới đạt tới những cái việc mình mong muốn được. À, và cái này là khi mà mình làm xong 4 bước này thì mình bắt đầu thật sự là mình khởi nghiệp nha. Thứ nhất là mình phải biết cách mình đăng ký cho một người mới vào trong cái hệ thống của mình. Cái đó là cái thứ nhất, thì chị Ly sẽ hướng dẫn anh làm cái đó. Ha. Và mình phải biết cách đăng ký để mà mình có thể mua sản phẩm được. Một vô lý là nếu như mình đại diện cho công ty mà mình không biết cách đăng ký người mới và mua sản phẩm ha. Cái thứ hai là dựa lên cái mục tiêu của anh muốn đạt được bao nhiêu tiền thì anh phải có một cái danh sách rõ ràng và cụ thể để giúp anh đạt được cái mục tiêu đó. Và cái thứ ba là anh vào trong cái trang web trên màn hình đó là otgvietnam.com. Ở trong đó nó có cái mục khởi động nhanh. Cái mật khẩu là 1 2 3 4 5 6 là chữ nha, S A U đó là chữ 1 2 3 4 5 6.
thì anh tải về cái quyển sổ nó gọi là khởi động nhanh, thì những cái gì em chia sẻ với anh từ nãy giờ đó nó nằm trong cái quyển sổ đó. Cái 7 bước trong cái hệ thống số 7 nó nằm trong cái quyển sổ đó. Và sau khi mà anh đã quyết định làm rồi đó thì trong vòng 48 tiếng đồng hồ là phải ngồi xuống với chị Ly để đưa ra một kế hoạch cụ thể để mà làm việc đàng hoàng. Hoặc là lên trên webinar mấy chị mấy anh em mình nói chuyện chung với nhau, nói là ok bây giờ anh muốn làm ra bao nhiêu đó tiền thì em sẽ cho anh một cái kế hoạch cụ thể, anh cần phải nói chuyện với bao nhiêu người để đạt được cái số tiền đó. À. Cho nên bất cứ việc gì cũng vậy, mình nên có mục tiêu rõ ràng và cụ thể. À, mục tiêu cho thể chất, mục tiêu mối quan hệ, mục tiêu kinh doanh, mục tiêu đóng góp cho xã hội vân vân. Mục tiêu của mình nó có thể là 3 tháng, 6 tháng, 1 năm và 3 năm. Tùy theo cái tầm nhìn mình nhìn bao nhiêu xa. À, nói đây thì có lẽ là mình khen đàn ông mình tí xíu, đàn ông mình nhìn xa hơn đàn bà một tí. Thông thường là vậy nha, thông thường là vậy. Bởi vì đó là một trong những lý do tại sao mà đàn ông đi kinh doanh thì thành công hơn, tại mình nhìn xa hơn thôi chứ không gì đó. Những người nào người nhìn xa hơn thành công hơn thôi Nếu mà đàn ông nhiều ông phải chả nhìn cái gì, à. gần chả nhìn cái gì, chả nói xa. Người ta nói đàn đàn bà sâu sâu sắc Đây anh John nhìn này, có hai ông đàn ông này, còn toàn là phụ nữ, cẩn thận đấy nhé. Để chị cho Sơn xem một cái tấm hình toàn là đàn ông không, mà còn có vài bà phụ nữ đứng kế bên thôi. Những người thành công là làm đàn ông không à, đứng một dàn đàn ông không, phụ nữ lại le que vài cô đứng kế bên. Thì bây giờ bắt đầu có sự trỗi dậy của những người phụ nữ đây. Em đi đi, em sau. Cho nên đó mình nói là đối với New Skin là một cái tương lai đầy hứa hẹn, và nếu như mình trong tất cả những cái buổi nói chuyện của em đó, nếu như mình đã dấn thân vào cái ngành này và mình đã chọn New Skin thì hãy quyết định làm những người chuyên nghiệp. Bởi vì đó trên thực tế New Skin cái network marketing này và cơ hội với New Skin nó không phải là hoàn hảo, nhưng mà nó được chứng minh nó là một cách tốt hơn. Thay vì mình làm việc tận tụy cả cuộc đời của mình, chưa chắc ở tới cái ngày cuối đời mà mình có thể tận hưởng được cuộc sống này, nhưng mà qua cơ hội với New Skin, nếu như mình năng nổ, mình cố gắng, mình làm và dĩ nhiên không bỏ cuộc mới thành công được, đúng không anh ha? Và tới mình có thể cái sự khác biệt đó là sau khi mình xây dựng cho mình một cái đội nhóm rồi thì mình có thể làm việc một cách thông minh hơn, và có thể nói là đây là một cách tốt hơn để mà làm. Cho nên như lời khuyên của em cho tất cả mọi người là hãy quyết định trở thành những con người chuyên nghiệp và đừng có ngần ngại những công việc mình làm, và hãy đi nói với cả thế giới biết mình đang làm cái gì. Có rất là nhiều người ngại không dám nói mình đang làm cái gì. Công việc mình làm rất chân chính, rất chuyên nghiệp. Thì có những con người đi lừa đảo người khác mới là không mới không dám đi nói với người khác. Điều bí mật thì không dám nói, điều thông thường thì nói được. Ok. Những cái gì em chia sẻ với anh Sơn nãy giờ đó có thể là thông tin trao ra rất là nhiều, anh nên xem lại cái bài này ha. Có được phép nói với người thứ ba không đấy? Dạ, sao anh? Sao? Có được phép truyền đạt lại cho người khác không? Được chứ, Sợ được chứ. sợ sợ cái linh John chết. À. Yêu động đến yếu tố dân chủ. Tố dành cho. Kiểu gì kiểu không có tí chính trị ở trong ấy nhỉ. Ok, để em tắt cái recording, có gì anh Sơn xem lại cái bài này.